Đôi mắt ấy, đôi mắt lấy cô biến hồ đây. Không biết giờ này Kai Siri đang làm cái gì nhỉ? Nó có nhớ tao không? À, phải lấy cái alo gọi cho nó mới được. Tao, Cờ So Nhiên đây. Siri có nhớ tao không? Alo. Cờ So Nhiên à, Cờ So Nhiên có nghe rõ không? Alo. Alo. Siri có nghe thấy gì không? À, cái alo của tao bị chập chờn. Tao nhớ Siri lắm. Mình gặp nhau đi. Cơ Sơ Nhiên, em gặp Cơ Sơ Nhiên giới thiệu nhé. Ừ. Đường xa không ngại. Ôi Giàng ơi. À, Cơ So Nhiên. Siri, Siri, tao xin lỗi Siri, chỉ tại tao muốn gặp Siri thôi. Tình yêu Cơ So Nhiên không có lỗi, lỗi là không có tiền mua xe. Cơ So Nhiên. Yên tâm, tao có sim Viettel 4G rồi. Mày làm thế nào mà gọi điện lại thấy mặt người yêu đây? Xin chào quý khách, em có thể giúp được gì cho quý khách ạ? Làm thế nào để tao trúng được cái xe xịn mà vừa gọi điện vừa nhìn thấy mặt người yêu? Dạ vâng ạ, để gọi thấy được ảnh người yêu và có cơ hội trúng xe máy Exciter thì anh cần đăng ký gói 4G của Viettel ạ. Hiện Viettel đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng tại Gia Lai. Khi anh đăng ký thành công gói 4G sẽ được mã dự thưởng, có cơ hội trúng xe máy Exciter siêu tốc và một chiếc smartphone đắt sành điệu đấy ạ. Cài cho tao đi. Dạ, để sử dụng được 4G thì anh cần có một chiếc smartphone và một sim 4G. Chi phí đổi sim 4G là hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, anh cần có một chiếc smartphone khoảng hơn 2 triệu đồng là có thể sử dụng được rồi đó ạ. Đây. Lấy cho tao cái đây. Đây nữa. Dạ, thưa anh, nhiêu đây đủ rồi ạ. Dạ, em gửi anh chiếc điện thoại đã lắp sẵn sim 4G. Bây giờ anh chỉ cần nhắn tin và đăng ký là có thể sử dụng được rồi đó ạ. Hiện bên em đang có những gói 4G sau. Gói 40.000 đồng, anh sẽ được 1 GB và 1 mã dự thưởng. Gói 70.000 đồng, anh sẽ được 2 GB và 2 mã dự thưởng. Gói 90.000 đồng, anh sẽ được 3 GB và 3 mã dự thưởng. Gói 125.000 đồng, anh sẽ được 5 GB và 5 mã dự thưởng. Và gói 200.000 đồng, anh sẽ được 10 GB và 10 mã dự thưởng. Cơ So Nhiên ơi, hay thế. Đăng ký luôn. Chúc mừng quý khách đã trúng một chiếc xe Exciter và chiếc điện thoại G2 Prime. Tình yêu chi đẹp khi có 4G Viettel. Công nghệ mới đang gặp lại thế giới, bật 4G dùng ngay đi em ạ.